3 thì hai vận động viên của Bắc Giang đang thi đấu rất là tốt. Có vẻ như sau hiệp tín hiệu up lên đủ tín hiệu HD để sau này chúng ta có thể theo dõi lại, người có thể theo dõi trận đấu. Lượng like quá lớn thì sẽ cố gắng nghỉ ngơi, lát nữa đánh tiếp trận đôi. Không mệt. Chúng tôi phát những cái trận thi đấu này chỉ mong muốn một điều là nhiều người có thể theo dõi, chứ không có mục đích về kinh doanh hay thu lợi nhuận từ những video live stream này. Rất là mong anh em hãy chia sẻ một cách nhiệt tình để cho nhiều người có thể được xem các trận đấu tại giải. Cầu ngoài. Ở nội dung đôi nam nữ thì Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn trước 13-7. 13-7 rồi. Rất tốt. Pha phòng thủ rất tốt của anh Thư. Pha đánh cầu ngoài của anh Thư, đổi giao cầu 10-18. Để lên điểm đâu thu rồi. Ơ máy ơi, máy của em đâu? Điện thoại với chân máy đâu? Hả? Chân máy em á? Hả? Điểm số giờ là 12-19. Cầu ngoài. Vâng, trận chung kết nội dung đôi nữ. Phần thắng thuộc về hai vận động viên của Bắc Giang với tỷ số là 2-1. Điểm số bây giờ đang là, vâng, Thanh Hiền vừa ghi điểm. Và điểm số cho Đà Nẵng 5-8. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 16. Pha đánh cầu rất tốt, phòng thủ rất tốt của một pha đánh cầu đáng tiếc của Thanh Hiền. Trí Đức, anh Tuấn Anh. Giày thiếu Linh Nhi Đồng Đức đi ai đi. Em đi là anh đi đấy thôi. Thế giải này là đi đi có cái quý đúng không? Giải đi ai đi. Đánh cầu lỗi của Gia Huy.
pha đặt cầu lỗi của Văn Hùng. Pha đánh cầu lỗi của anh Thư. Pha đánh cầu tốt của Văn Hùng. Một pha đỡ cầu lỗi của Văn Hùng. Đà Nẵng 14-16. Pha đánh cầu tốt của Thanh Hiền. 15-16 cho Đà Nẵng. Một pha rất may mắn của Thanh Hiền, cầu lật lưới. 18-16 đầu thứ nhất. Rất tốt, một pha phòng thủ rất tốt của Văn Hùng. Nữ trẻ năm 2018, Văn Hải và Vân Anh của Bắc Giang với tỷ số 2-0. Một pha đập cầu ngoài của Gia Huy, hai tay vợt của Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1 để góp mặt ở trận chung kết. 19 đều. Vâng, nếu được cầu đã lên. Cầu ngoài, một pha đánh cầu đáng tiếc của Thanh Hiền. Vâng, cầu ra ngoài và chung cuộc thì hai vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua hai vận động viên của Đà Nẵng với tỷ số 2-0. Xin chúc mừng Gia Huy và anh Thư. Anh Thư đã giành hai chức vô địch tại giải năm nay. Một chức vô địch ở nội dung đơn nữ và một chức vô địch ở nội dung đôi nam nữ. Xin chúc mừng anh Thư, xin chúc mừng đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh.